chào quý vị và các bạn. Mưa phùn đã phủ khắp miền Bắc từ đêm qua và sáng nay khi mà bước ra đường thì người dân đã chứng kiến cảnh sương mù trộn lẫn với mưa phùn ẩm ướt. Một sự thay đổi hoàn toàn so với những ngày trước đó. Có điều này là do đêm qua một bộ phận khối không khí lạnh tăng cường lệch đông đã tràn xuống nước ta, gây mưa cho khắp các tỉnh thuộc khu vực phía đông của Bắc Bộ. Nhiệt độ đêm qua tại nhiều nơi thì đã giảm mạnh, đặc biệt là khu vực gần biên giới từ Cao Bằng cho tới Quảng Ninh chỉ còn ở mức là từ 10 cho đến 12 độ, tức là giảm đi từ 7 cho đến 9 độ so với đêm hôm trước. Trong khi các khu vực khác ở Trung Du và Đồng Bằng thì nhiệt độ giảm đi từ 3 cho đến 5 độ so với đêm hôm trước, xuống mức là từ 16 cho đến 18 độ. Trái lại, do không khí lạnh chưa vượt qua được dãy Hoàng Liên Sơn nên phía Tây Bắc Bộ hôm nay thì trời ít mây, không mưa và nhiệt độ không thay đổi nhiều so với trưa hôm qua. Một số điểm thì nhiệt độ vẫn lên mức là trên 31 độ. Trong đêm nay và ngày mai, quá trình tăng cường của không khí lạnh sẽ bị chững lại, nhưng mà sang tới chiều tối mai thì quá trình này sẽ lại tiếp diễn và dự báo là đợt tăng cường vào chiều tối mai sẽ có cường độ khá mạnh và có khả năng làm thay đổi hoàn toàn thời tiết của cả Bắc Bộ, Bắc và cả Trung Trung Bộ trong các ngày tiếp theo. Chính vì thế mà đêm nay nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội sẽ không giảm thêm so với đêm qua, vào khoảng là từ 14 cho đến 15 độ. Nhưng mà đêm mai, nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống và chỉ còn là từ 9 cho đến 10 độ. Và đêm ngày kia thì mức nhiệt chỉ còn là từ 8 độ. Như vậy là người dân thủ đô và các tỉnh thành miền Bắc lại chuẩn bị hứng chịu một đợt rét khắc nghiệt không kém đợt rét cuối tháng 12 vừa qua. Đợt rét đậm rét hại này xảy ra đúng thời điểm bà con nông dân đang chuẩn bị gieo cấy lúa đông xuân. Để chống rét cho mạ non, không để mạ bị chết vì giá rét thì bà con cần lưu ý là che chắn cẩn thận bằng ni lông và thường xuyên thăm đồng, kiểm tra để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với các tỉnh Trung Bộ, từ khoảng rạng sáng nay thì không khí lạnh tăng cường cũng đã ảnh hưởng tới khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và tới trưa nay thì hầu hết các nơi của Nghệ An cũng đã cảm nhận được tác động của không khí lạnh. Trời đã chuyển sang trạng thái là nhiều mây âm u, có mưa nhỏ. Nhiệt độ trưa nay ở nhiều nơi thuộc hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An thậm chí còn thấp hơn cả nhiệt độ đêm hôm qua. Ở ven biển thì nhiệt độ chỉ ở khoảng là từ 18 cho đến 22 độ. Với sự chững lại tạm thời của khí lạnh thì Bắc Trung Bộ đêm nay và trưa mai nhiệt độ sẽ không giảm thêm mà vẫn giữ ở mức là từ 21 cho đến 24 độ. Với các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào thì đêm nay và ngày mai thời tiết chưa có nhiều thay đổi. Đêm không mưa, ban ngày thì trời nắng. Nhiệt độ tại Trung Trung Bộ ở mức là từ 19 cho đến 29 độ, còn tại Nam Trung Bộ là từ 20 cho tới 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ đang ở vào giai đoạn mùa khô và khí lạnh còn chưa chạm tới, vì thế mà trời tiếp tục là không mưa và nhiệt độ ở mức khá cao, trên 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và có thể lên tới mức là 33 độ tại Nam Bộ. Đã nhiều ngày không có mưa nên đến hôm nay ngày 8 tháng 2, số tỉnh thành có nguy cơ cháy rừng cấp 5 đã tăng lên với con số là 8 tỉnh, chưa kể tỉnh Sơn La ở miền Bắc. Do đó, khuyến cáo người dân sinh sống gần các cánh rừng và chính quyền địa phương là cần phải chủ động có các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng có thể xảy ra. Trên biển, bà con ngư dân có thời gian 24 giờ tới để tìm hướng neo đậu, trú tránh trước khi một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh tăng cường xuống nước ta vào đêm mai, khiến gió trên các vùng biển có khả năng mạnh dần lên. Trong đó thì vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên ở mức là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và biển động. Như vậy là người dân miền Bắc sẽ có một ngày chủ nhật rét nhẹ để chuẩn bị cho một đợt rét đậm rét hại bắt đầu từ thứ hai tuần tới. Thông tin về đợt rét này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.